cơ quan điều tra truy tìm chiếc điện thoại của cô gái bị sát hại tại thành phố Thủ Đức. Thành trai yêu cầu làm rõ vụ nợ ngân hàng 8,55 triệu đồng và phải trả hơn 8,8 tỷ đồng. Bộ Y tế đề nghị khẩn trương tìm nguyên nhân vụ nghi ngộ độc cơm gà ở Nha Trang. Hà Nội, nữ sinh 16 tuổi ở Sóc Sơn mất liên lạc 6 ngày chưa về nhà. ngày 15 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản do Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang thực hiện. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thể thu hồi vật chứng của vụ án là một điện thoại iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128 GB, số email 3589 2908, điện thoại đã qua sử dụng. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo, bất kỳ người dân nào tìm thấy hoặc đang giữ điện thoại di động có đặc điểm nêu trên đề nghị liên hệ với công an thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Lương Văn Hải, đội 3, phòng PC01, số điện thoại: 0902 785 865 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Trước đó ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người hiếp dâm nạn nhân là chị VTT, 25 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B. Theo đó, chiều 29 Tết, chị T gọi về nhà báo rằng tầm 3 giờ chiều sẽ về đón Tết cùng gia đình sau một năm làm ăn xa. Thế rồi, cô gái mất tích và không có hồi âm. Cả gia đình 4 ngày Tết lo lắng, tìm kiếm và lên tận phòng trọ ở kiểm tra rồi trình báo công an. Trích xuất camera ghi nhận một nam thanh niên có dáng người ốm liên tục đi ra đi vào phòng trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen bằng những nghi vấn và cảm quan hiện trường nhanh chóng xác định có dấu hiệu một vụ án mạng phi tang thi thể người này nhanh chóng được xác định là khoa từ đây sáu tổ công tác của các lực lượng công an thành phố hồ chí minh được tung ra xác minh những manh mối vụ án và sau đó khoa bị bắt Liên quan vụ việc nợ tiến dụng từ 8,5 triệu đồng lên hơn 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm gây xôn xao dư luận, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết đã có văn bản yêu cầu Bank, chi nhánh Quảng Ninh báo cáo về vụ việc. Theo đại diện thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, hiện Exim Bank Quảng Ninh đang chờ phía hội sở của Exim tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thông tin liên quan đến khách hàng cũng như quá trình phát sinh dư nợ để tổng hợp báo cáo ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh. Lý do khách hàng được nhắc tới trong vụ việc đã vay nợ từ Exim Bank Quảng Ninh nhưng những khoản nợ xấu không phải chi nhánh tại Quảng Ninh quản lý mà do hội sở trực tiếp quản lý. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết Ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Châm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn, tích cực điều trị cho bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi gây ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra, xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng thực phẩm, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mát, nguồn gốc, xuất xứ. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định. Trước đó, tối ngày 13 tháng 3, nhiều người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 3, đã ghi nhận 222 ca nhập viện liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, đường 3 triệu, thành phố Nha Trang. Các bệnh nhân nhập viện ở 11 cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó số ca nhập viện điều trị là 157 ca, 55 ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú, có 2 ca xuất viện và số ca đang điều trị là 155 ca. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang là nơi có đông bệnh nhân điều trị nhất với 45 bệnh nhân. Bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đánh giá, các ca bệnh hiện đáp ứng tốt với hướng điều trị. Các cơ sở y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện đang chờ kết quả nuôi cấy. Kết quả cấy phân ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang của hai bệnh nhân nhi có liên quan đến quán cơm gà cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi bệnh nhân đang điều trị, cập nhật trường hợp thu dung mới và chia sẻ kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ để định hướng công tác điều trị tiếp theo. Công an xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, theo trình báo của gia đình, nữ sinh Nguyễn Thị Hằng, 16 tuổi, ngụ xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, đã đi khỏi nhà từ 12 giờ trưa ngày 9 tháng 3 đến nay chưa về. Về đặc điểm nhận dạng, Hằng cao 1m55, tóc đen hơi xoăn dài ngang lưng. Khi đi, nữ sinh mặc áo khoác đồng phục học sinh màu đen trắng, quần dài màu đen, giày trắng và đem theo ba lô màu đen. Mẹ của nữ sinh Hằng cho biết, mặc dù gia đình đã nhờ phía công an đăng thông báo tìm người, nhưng đến nay sau gần một tuần, con gái chị vẫn chưa rõ tung tích. Chị Hằng cho biết, gia đình hiện rất lo lắng, mong con gái bình an trở về nhà. Hôm trước, gia đình có mắng cháu một vài câu nhưng không phải căng thẳng quá. Đến hôm sau cháu bỏ nhà đi. Người dân khi có thông tin về nữ sinh Nguyễn Thị Hằng có thể liên hệ theo số điện thoại 039 860 8164 0984 724 490 là số của phụ huynh hoặc có thể liên hệ tới đại diện công an xã Quang Tiến theo số điện thoại 0976 720234 Ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân, sinh năm 2000, trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Hà Trung khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Theo đó, 17 giờ ngày 14 tháng 3, đối tượng Luân đã ra đầu thú và giao nộp 311 triệu 500 nghìn đồng số tiền còn lại. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng thu giữ được chiếc xe mô tô Honda Vision màu xanh tại khu vực gầm cầu đường tránh cầu Thăng Long, thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội mà Luân sử dụng đi cướp giật tài sản ngày 8 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giam Dương Đức Luân về tội cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 171 Bộ luật hình sự. Trước đó khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8 tháng 3, chị Phan Thị Tê ra ngân hàng Việt Banh rút một tỷ đồng tiền mặt trên đường đi ô tô về, chị Tê dừng lại ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo thì bị hai đối tượng là nam giới đi trên một mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu xanh áp sát, giật túi đi lông bên trong có 1 tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên, các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản. Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được một đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản ngay sau đó, đơn vị tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã ra đầu thú. Tiếp đó khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Kim Thành Hải Dương bắt giữ đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, Kim Thành. Tại cơ quan điều tra đến nay, các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc sau đó ba đối tượng hẹn gặp gỡ để bàn bạc thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên vụ án đang được điều tra mở rộng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 thuộc Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá 42 tuổi, trú tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang công tác tại bệnh viện quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện Quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo bệnh viện quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên vi phạm. Trước đó vào tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng ở phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, công an thành phố Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A 32333 mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 mg trên 1 lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Đến ngày mùng 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A 32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N. Tối 14 tháng 3, ông Nguyễn Sĩ Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHP, sinh năm 1984, người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông. Ông Nguyễn Sĩ Nam cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông PHP để chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Ngoài ra, đây cũng là hình thức xử lý bước đầu. Sau khi có kết luận của cơ quan công an thì chúng tôi sẽ có phương án xử lý tiếp theo. Như đã thông tin trước đó, khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô. Vào thời điểm trên, ông PHP lái xe máy biển kiểm soát 37N96899 đi vào vòng xuyến thì va chạm giao thông với ô tô biển kiểm soát 37A243XX do một nữ quân nhân cầm lái khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã, ông PHP lập tức cởi mũ bảo hiểm, đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên này được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh làm rõ xử lý vụ việc có dấu hiệu quan hệ với người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Cái Nước. Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước được giao tổng hợp thông tin và kịp thời báo cáo về tỉnh. Trước đó có thông tin vào ngày 21 tháng 2, bà TCA, cô ruột của cháu TTNI 15 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước đã gửi đơn tới công an địa phương tố giác cháu mình bị lạm dụng. Nghi phạm ban đầu là LTL 37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Vào ngày 18 tháng 2, nghi phạm đã đưa y đến nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy Y nên tìm kiếm. Khi gia đình gặng hỏi thì Y nhận có quan hệ tình dục với L tại một nhà nghỉ ở huyện Cái Nước. Sau đó bà A, cô ruột của Y đã dẫn Y đến công an xã Tân Hưng Đông tố giác về việc L quan hệ tình dục với Y. Trình bày với cơ quan công an, Y cho biết đã quen L từ khoảng tháng 10 năm 2023 trong quá trình nuôi người thân tại bệnh viện. Từ đó, cả hai phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục. Ngoài ra, Y còn cho biết trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm 2017 khi y mới 7 tuổi đến nay, cháu còn bị 6 người họ hàng lạm dụng. Hiện tính thêm nghi phạm là có 7 người đã thừa nhận có quan hệ với y, trong đó dượng của y tức chồng bà A, người này đã thừa nhận nhiều lần lạm dụng em. Ngoài dượng, y còn khai bị 4 người em cô cậu và một em chú bác làm hại. Công an huyện Cái Nước đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc để đảm bảo an toàn cho cháu Y. Ngày 14 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thông tin đang thụ lý điều tra vụ việc thiếu nữ 15 tuổi mất liên lạc với gia đình từ ngày 25 tháng 2. Trước đó, anh Trần Thanh Việt đã đến công an trình báo việc con gái 15 tuổi là Trần Thị Trúc Mai, quê Đồng Tháp, tạm trú tại 45 trên 7A, liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Ngày 25 tháng 2, Mai ra khỏi nhà đi đâu không rõ. Theo người thân, khi đi ra ngoài, Mai mang theo điện thoại. Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc với Mai. Người thân đi nhiều nơi để tìm kiếm nhưng chưa gặp được. Công an quận Bình Tân phát thông báo tìm Mai, đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm. Cơ quan chức năng thông tin nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Thị Trúc Mai thì báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 1114 quốc lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân hoặc điện thoại 0933070388 gặp cán bộ Trần Đức Trung để phối hợp và tiếp nhận. Trước đó, ngày 20 tháng 2, công an thành phố Hà Nội thông báo tìm hai cô gái ở huyện Thanh Oai và Thường Tín nghi mất tích. Sau nhiều giờ đăng tải, gia đình xác nhận hai cô gái đã trở về nhà. Trường hợp thứ nhất là chị bàn Thị Thương, 19 tuổi, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, gần 10 ngày không liên lạc với gia đình. Khuya cùng ngày, gia đình tìm thấy chị Thương đang ở nhà một người quen. Cũng trong ngày 20 tháng 2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm, sinh năm 2003, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều ngày 19 tháng 2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội cập nhật thông tin cô gái này trở về nhà an toàn.